Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đề xuất bị can được nộp từ 30 đến 200 triệu đồng để tại ngoại. Chủ quan không khám thai định kỳ, mẹ trẻ bị ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Thành phố Hồ Chí Minh bắt hai anh em ruột giết người cướp tài sản. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao, có nên tiếp tục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Mở đầu chương trình là thông tin về dự thảo mới nhất thông tư liên tịch quy định tại Điều 122 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án sẽ quyết định mức tiền đối với các bị can, bị cáo để đảm bảo tại ngoại tùy vào tính chất mức phạm tội của từng người. Cụ thể, Điều 5 dự thảo quy định mức tiền đặt để bảo đảm sẽ không dưới 30 triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 50 triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng, 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng. Dự thảo cũng quy định một số trường hợp đặc biệt thì cơ quan điều tra, Viện Kiểm soát Nhân dân, Tòa án Nhân dân có thể quyết định mức tiền phải đặt để đảm bảo an toàn thấp hơn nhưng không dưới 1/2 mức tương ứng quy định trên. Khi đặt tiền để không bị tạm giam, các bị can, bị cáo phải cam đoan có mặt theo giấy triệu tập, không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này. Nếu thực hiện không đúng, sẽ bị tạm giam trở lại và số tiền đã đặt sẽ bị tịch thu. Dự thảo cũng quy định rõ những trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền đảm bảo để không bị tạm giam. Khoảng 2 điều 3 dự thảo quy định những trường hợp này gồm bị can, bị cáo phạm một trong các tội xâm hại an ninh quốc gia, bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị, hiện nay một số xe khách, xe du lịch được chủ xe mua về đã tự ý lắp đặt thêm nhiều trang thiết bị sai quy chuẩn, rất dễ gây cháy nổ. Đáng báo động là các thiết bị nhằm câu khách này lại tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao, đe dọa đến sự an toàn của hành khách. Không khó để bắt gặp trang thiết bị trên xe khách hay xe du lịch được chủ xe tự ý lắp thêm một cách tạm bợ như thế này. Việc làm này có thể gây ra nguy hiểm mà ngay cả chủ xe cũng không thể lường trước được. Cái việc mà lắp thêm những cái thiết bị điện này là tiềm ẩn rất là nguyên nhân rất là lớn đến gây cháy xe, để mất an toàn trong quá trình lưu thông. Nhưng đáng buồn thay, hầu hết sự cẩu thả này lại không hề bị xử lý. Theo các chủ xe khách, chỉ khi đi đăng kiểm họ mới tháo những chiếc trang thiết bị tự lắp, đăng kiểm xong họ lại lắp vào. Với thao tác đơn giản, chỉ mất vài phút tháo ra lắp vào thì việc qua mặt cơ quan đăng kiểm cũng quá dễ dàng. Là cái này là đăng kiểm thì là bọn em tháo ra, khi đăng kiểm xong thì là bọn em lại lắp vào để phục vụ hành khách. Công an xử lý nó thật ra là không khó. Trước tình trạng trên, các ngành chức năng cần rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp theo là một thông tin về y tế. Thưa quý vị, ung thư dạ dày từ lâu đã là một bệnh lý hết sức nguy hiểm. Trường hợp bệnh nhân nữ 30 tuổi sau đây là một ca bệnh điển hình. Vì trong 3 tháng đầu thai kỳ, dù nôn ói nhiều nhưng chị vẫn nghĩ đó là triệu chứng nghén thông thường và không đi khám nên đã dẫn đến hậu quả khôn lường. Bệnh nhân nữ trên trú tại Gia Lai vừa lập gia đình được khoảng 8 tháng và mang trong mình thai nhi được 27 tuần. Trong 3 tháng đầu có thai, chị nôn ói rất nhiều và sụt gần 3kg. Tuy nhiên gia đình lại không đi khám vì cứ nghĩ đây chỉ là triệu chứng nghén thông thường. Đến tuần thứ 27, nhận thấy vẫn không thuyên giảm và sụt cân nặng, chị quyết định đến gặp bác sĩ. Sau khi được bác sĩ thăm khám và nội soi dạ dày thì phát hiện chị bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn. Cũng hơi chủ quan thôi đó mà không có nhận biết được cái dấu hiệu sớm. Để chẩn đoán sớm, thực ra là khi mà cô này đến đại học y dược là ở giai đoạn cuối, thì giai đoạn coi như là giai đoạn ung thư giai đoạn 4, là đã ăn hết toàn bộ dạ dày và đã di căn qua những cái cơ quan lân cận khác nữa rồi, qua gan, qua tủy rồi đến vòng hoành và rất nhiều hạch ở trong lồng bụng. Theo lời người nhà bệnh nhân, lúc nhập viện chị bị suy kiệt và thai chi bị suy dinh dưỡng nặng. Đến tuần 31, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa rất nặng, em bé chỉ được 1,5kg. Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chi ra trước, rồi sau đó mới tiến hành phẫu thuật dạ dày. Theo bác sĩ, các thai phụ không nên chủ quan về vấn đề tiêu hóa. Khi có dấu hiệu nôn ói, ăn không tiêu, nên đi khám ngay để điều trị. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo phản ánh của nhiều khách hàng, khu biệt thự Ocean View nằm ở cuối đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sát chân núi Chuột, mang danh là khu biệt thự chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, tại đây khá nhếch nhác, các lô đất trống, cỏ mọc ngang đầu người. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình. Dự án Ocean View Nha Trang
được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận từ năm 2004, cho công ty trách nhiệm hữu hạn TN san ủi hơn 7,2 hectare vùng núi Chục nằm cuối đường Trường Phú, phường Vĩnh Trường, nhìn xuống vịnh Nha Trang, xây dựng khu biệt thự cao cấp để bán. Tuy nhiên, đến nay, tại khu biệt thự cao cấp này vẫn còn nhiều lô đất bị hoang, cỏ mọc tùm. Những sườn núi đã bị xẻ để làm biệt thự cũng được che chắn rất thô sơ. Vách núi lộ thiên nhấp nhở, nếu có mưa to, nước từ trên núi có thể chảy xuống cuốn theo đá rơi vào nhà dân. Người dân sinh sống ở đây cho biết đã có đề nghị chủ đầu tư thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn nhưng vẫn chưa được xử lý tình trạng trên. Ngoài ra, người dân cho biết thêm, công ty TN còn bán một lô đất cho nhiều người hoặc đất đang thế chấp cũng đem bán, khiến cho những khách hàng của công ty này vô cùng hoang mang. Người mua đất không thể làm giấy tờ chuyển đổi sở hữu đất đai từ người này cho người mua khác vì các sai phạm của chủ dự án. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng khai thác xâm câu một cách ồ ạt làm cho nguồn dược liệu quý này dần cạn kiệt. Trước thực trạng này, huyện Sơn Tây đang tập trung tuyên truyền để người dân bảo vệ cây xâm câu, đồng thời định hướng phát triển loại dược liệu này trong thời gian tới. Những năm trước, người dân ở miền núi Sơn Tây chỉ lên gần chân núi là có thể khai thác được nhiều xâm câu. Nhưng hiện nay, việc tìm cây xâm câu là rất khó khăn. Như vợ chồng anh Đinh Văn Tính ở xã Sơn Dung, Sơn Tây, đi cả buổi sáng cũng chỉ đào được một cây sâm cao với bộ rễ còn quá non. Hồi xưa trên này sâm cao nó nhiều lắm, bởi vì họ đi đào nhiều mà bây giờ nó hết rồi, còn mấy cây nhỏ thôi, cây lớn họ đi đào hết. Cây sâm cao được người miền xuôi lên mua để ngâm rượu, làm thuốc. Do đó, việc khai thác sâm cao ồ ạt, không được kiểm soát, làm cho nguồn sâm cao đã dần cạn kiệt. Theo đánh giá phân tích cây sâm cao của trường đại học Phạm Văn Đồng, thì kết quả cho thấy có 4% lượng saponin thô có trong sâm cao Sơn Tây bằng 1/3 lượng saponin của sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam. Phải nói rằng cây sâm cao thì ở trên địa bàn huyện Sơn Tây thì tương đối nhiều. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì người dân đã khai thác cây sâm cao này để bón cho những người ở dưới miền xuôi, cũng như cây sâm cao thì hiện tại nó gần như trở thành một cái mặt hàng coi như là rất là tương đối quý ở trên địa bàn của huyện Sơn Tây. Cho nên với cái sự mà khai thác mà không có quy hoạch rồi ồ ọt như thế thì phải nói đến thời điểm này thì sâm cao nó cũng đã mơ mộc đi, nó cũng gọi là nó cạn kiệt lăng rồi. Cho nên trước cái tình hình đó thì chúng tôi với có cái giải pháp là đề nghị với ủy ban dân huyện với chính quyền địa phương là khôi phục bảo tồn và phát triển cây sâm cao. Việc tận thu sâm cao làm cho nguồn dược liệu quý đang có nguy cơ mất dần. Do đó, cần sớm có phương án khôi phục và bảo vệ cây sâm cao để giữ lại loại dược liệu quý trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tại vùng biển Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên, ngoài việc nuôi tôm hùm, thời gian gần đây nhiều người dân bị thiệt hại nặng do tôm hùm chết đã chuyển sang nghề đào trùng biển để mưu sinh. Vậy đào trùng biển như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo chân một người đào trùng biển để hiểu hơn về nghề này. Vào thời điểm giữa trưa, nước triều sẽ bắt đầu rút cạn. Đây cũng là thời điểm những người mưu sinh bằng nghề đào trùng biển bắt đầu công việc của mình. Người dân chỉ cần một dụng cụ đào, có sức khỏe, nhanh tay đã có thể đào được từ 3-5 kg trùng biển mỗi ngày. Làm hồi nhỏ. Học thầu chưa làm bia rồi đi. Tới con nước nó mà nó con rồi nó cạn ra, rồi mình đi đào. Bác về rồi mình chiều mình bán cho mấy người mà mua, xỏ ra nó bỏ làm gì, nó đi bỏ nhà hàng vậy. Theo người dân các xã ven Vịnh Xuân Đài, nghề đào trù biển có từ lâu. Phần lớn người làm nghề này là các hộ nghèo, không có vốn nuôi trồng. Nhưng từ khi tôm hùm bị chết hàng loạt, nhiều người đi đào trù biển để giải quyết khó khăn trước mắt. Bữa nào nó nổ hang này, kiếm được 50 ký vậy, còn có 1 ký, 2 ký vậy, cũng đủ ăn qua ngày. Trù biển Xuân Đài sẽ được các nhà hàng mua về và đưa vào các nhà hàng, chế biến thành nhiều món ăn độc đáo phục vụ thực khách. Nhờ vậy, những người dân mưu sinh bằng nghề trùng biển cũng có thêm thu nhập từ những sản vật trên mặt đáy Vịnh Xuân Đài. Thưa quý vị, từ chủ trương mở cổng trường của ngành giáo dục Đà Nẵng, mùa hè này, nhiều sân trường học đã trở thành địa điểm sôi động thu hút đông đảo học sinh tham gia, học tập, vui chơi, giải trí. Trong mùa hè này, theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, các trường đã mở cổng trường, thư viện và tổ chức những hoạt động thể thao như bóng rổ, bóng bàn, bơi lội dành cho các em học sinh. Không chỉ riêng học sinh, nhiều bậc phụ huynh cũng cảm thấy rất vui khi có được những sân chơi bổ ích như thế này trong dịp hè. Đây là lần đầu tiên con được học bóng rổ và con thấy rất là thú vị. Và con mong thì hè năm sau, mấy thầy sẽ tiếp tục mở lớp dạy để con có thể được tới đây vui chơi. Cái hoạt động hè như thế này là quá tuyệt. Hãy cho các cháu chơi các môn thể thao nó khỏe mạnh, ăn được, ngủ được.
Tôi nghĩ là vào năm các cháu lại học tốt hơn. Mùa hè là mùa để các em học sinh có đủ cái thời gian để các em rèn luyện về mặt kỹ năng, về bộ môn ngoại ngữ và đặc biệt là các cái bộ môn cần thiết trong cuộc sống của mình như là bơi lội, như là võ thuật, như các bộ môn thể dục thể thao khác. Ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã làm thay đổi không khí kỳ hè vốn im ắng trở nên sôi động hơn tại các trường học trên địa bàn thành phố. Qua đây, các em học sinh sẽ có một kỳ nghỉ hè thực sự với đủ thời gian và những điều kiện khác để vui chơi, giải trí, sẵn sàng cho một năm học mới. Tiếp theo chương trình là phần tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 7, đội 9 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM BC45 phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ hai đối tượng là anh em ruột về hành vi giết người cướp tài sản. Hai đối tượng bị bắt gồm Đặng Hoàng Phủ, sinh năm 1977 và Đặng Thiên Phú, sinh năm 1998, cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Do cần tiền sinh hoạt và trả góp tiền mua xe, nên Phủ và Phú đã nảy sinh ý định giết ông Nguyễn Văn Tầm, sinh năm 1972, ở cùng khu nhà trọ tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để cướp tài sản. Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, Vũ và Phú qua phòng trọ của ông Tầm. Lúc này ông Tầm đang say rượu. Phú dùng băng keo cuốn kính miệng ông Tầm, còn Vũ dùng dây điện trói ông Tầm lại. Hai đối tượng cướp đi hai chiếc nhẫn vàng, một chiếc một chỉ, một chiếc 0,5 chỉ, 520.000 đồng, sau đó điều khiển xe về Kiên Giang bỏ trốn. Tại Kiên Giang, Vũ bán hai chiếc nhẫn với số tiền 4.750.000 đồng, rồi mang đi đóng tiền trả góp xe. Nạn nhân được xác định tử vong do kẹt thở, chấn thương cực vùng kính. Qua điều tra xác minh đến tối ngày 17 tháng 7, hai đối tượng đã bị bắt và dẫn giải từ huyện đảo Phú Quốc về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên quốc lộ 10 cũ thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, thu giữ 3,2 kg ma túy tổng hợp. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Hồ Kim Anh, 49 tuổi và Nguyễn Văn Phát, 29 tuổi, cùng trú tại xã Bà Điền, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét tại chỗ, cơ quan công an phát hiện thu giữ gần 3,2 kg ma túy tổng hợp, gồm 13.000 viên dạng thuốc lắc cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Hà Nội về Hải Phòng tiêu thụ. Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã đưa các đối tượng về Hà Nội, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Công an thành phố Hải Phòng điều tra mở rộng chuyên án. Ngày 18 tháng 7, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Thế Phong, trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 6, nhận được tin báo của ông Bùi Hữu Đức, giám đốc công ty cổ phần Itasco Lâm Đồng có trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, về việc công ty bị kẻ gian đột nhập vào kho bãi lấy đi khoảng 200 mét khối xỉ than, giá trị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Qua đấu tranh, Phong khai nhận qua một thời gian theo dõi, biết được vào ban đêm tại kho bãi chứa xỉ than của công ty không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đêm ngày 29 tháng 6, Phong thuê một xe tải và một xe đào đến tại kho bãi chở xỉ than về bãi đất và sau đó chở đi tiêu thụ. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Vào chiều ngày 17 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng bắt giữ số lượng lớn gỗ lậu tại xã Ea Hao, huyện Ea Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại đoạn đường qua xã Ea Hao, huyện Ea Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 76C05578 đang chạy về hướng thị trấn Ea Trăng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác đã cho dừng xe để kiểm tra. Tài xế là Trần Lê Quang Nhơ, sinh năm 1991 ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có nhiều cây gỗ bằng lăng thuộc nhóm 3. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nhơ không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên. Tài xế Nhơ cũng cho biết đã hợp đồng nhận vận chuyển số gỗ này cho một người chưa rõ danh tính về thị trấn Ea Trăng, huyện Ea Hơ Leo. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số gỗ có tổng khối lượng hơn 15 mét khối. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra làm rõ để xử lý những đối tượng có liên quan đến số gỗ lậu trên. Phần cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, đến thời điểm này, rất nhiều tỉnh thành đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 2017. Ở hầu hết địa phương, tỷ lệ này đều ở mức cao, trên 90%. Thậm chí nhiều địa phương chạm ngưỡng 100%. Như vậy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong vài năm liên tiếp trở lại đây đều ở mức rất cao. Điều này có đáng mừng hay không? Có phản ánh đúng thực chất năng lực học của học sinh hay không? Và góc nhìn chuyên gia giáo dục như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi sau đây.
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Bình Dương là 99,83%, của Nam Định là 99,53%, của Bến Tre là 99,06%, của Hà Nội là 98,49%, và còn rất nhiều địa phương khác có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đẹp, năm sau cao hơn năm trước. Theo nhiều chuyên gia, thành tích này nếu phản ánh đúng thực chất năng lực của học sinh sẽ là điều đáng mừng. Tuy nhiên, thực tế chưa phải như vậy. Tỷ lệ tốt nghiệp cao một phần do cách tính điểm tốt nghiệp, cách thức ra đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Cách tính tốt nghiệp của mình, tức là lấy một nửa là điểm trung bình lớp 12 và một nửa là điểm thi. Tính điểm như vậy vào với cách thi trắc nghiệm như thế, thì một học sinh có thể là không cần đạt mức trung bình thì cũng tốt nghiệp được. Bởi vì cái điểm trung bình lớp 12 nằm trong tay các thầy cô giáo rồi, nằm trong tay của nhà trường rồi. Còn theo tiến sĩ Lê Giới Khuyến, nhìn vào những nước còn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng ít nước nào có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao như Việt Nam. Ở Pháp, tỷ lệ này chỉ rơi vào trên dưới 70%. Thực tế, có một số nước trên thế giới đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thay vì tổ chức thi, họ đánh giá kết quả học sinh sau 12 năm học, căn cứ vào bảng điểm. Tuy nhiên, để làm được điều này thì toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông phải được kiểm định, gắn chặt với chuẩn đầu ra. Không có chuyện trường này đánh giá lỏng, còn trường kia đánh giá chặt. Với nền giáo dục của Việt Nam thì chắc chắn chưa thể làm được điều này. Hệ thống kiểm định chất lượng của các trường đại học thì còn hoạt động đang còn chệch choạc. Thế còn các trường phổ thông thì hoàn toàn không có hệ thống này. Điều đó nó dẫn tới cái chuyện là cái bản thân trường nào người ta cũng nói là người ta cố gắng để người ta đảm bảo cái chất lượng đào tạo người ta là tốt nhất, nhưng thực ra cái mức độ, cái chất lượng của các trường không phải là như nhau. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đã kết thúc với nhiều nhận định khác nhau. Người lạc quan thì cho rằng kỳ thi đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Trong khi đó, vẫn có những người chưa thực sự yên tâm về kết quả của kỳ thi khi cho rằng chưa đạt được cả mục tiêu công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, khi điểm thi năm nay quá cao, đặc biệt là số lượng điểm 10 đã lên đến hơn 4.200. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Mất an toàn hồ đập do mưa lớn. Giá heo tăng mạnh nhưng người nuôi nên cẩn trọng khi tái đàn. Thành phố Hồ Chí Minh, hai nhóm thanh niên hỗn chiến, nhiều người bị chém trọng thương. Cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.